Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Hôm nay thì không phải nói nhiều nữa. Sau khi bắt đầu event mới thì mình cũng đã có được cơ sở S. S này thì anh em có thể là nạp Vcon và có thể liên hệ mình xem có thể có gói bonus hay không. Riêng mình thì là YouTuber nên sẽ được bonus thêm một số S để chơi. Và anh em để nhập được S này thì anh em có thể ghi rõ ra là Esther hoặc là S hoặc là Esther S gì đều được nha anh em. Và S3 này để mình xem được là 25 S3 này sẽ ra bao nhiêu S4 hay là có thể ra được Golden S hay không. Thì để anh em có thể đổi được thì anh em chỉ cần việc là thả drop xuống. Ok, để thả drop thì sẽ đến map là Lock Tower anh em. Mình thích là map này nhất. Lock Tower đây, chúng ta sẽ đến đây và thả. Đó, Black Rig này nha. Khi thả thì Black sẽ là có thể tra dê được nha nhé. Khi thả là Black có thể tra dê được nên em có thể là không cần phải để nhân vật chính đâu. Anh em có thể là nhấn phải vào dù S để anh em nhận ra nhé. Được cái gì nhỉ? Được 5.000 rút này nha. Tiếp mà. Đấy, trời ơi, tả lịch mà được chào. Đen đen. Cái này S4 thì là ngon nhất rồi. Ôi, lại 5.000 rút. Rồi, tả lịch mà. Đấy, một S4 này nhé. Một S4 này. Đó, Battle Rage. Talisman được trao. Đó, Talisman được trao. Đây là trai Lemon đây nhé. Đó, Rich. Rồi, 5.000 rút. F4. Đấy, hai cái F4 này anh em. Đó. BL. Ui F4 nữa nha em. Cái này anh em có thể farm F4 nó cũng vậy. Ui F4 nữa này. Ui tỷ lệ ra ngon quá. Ôi ôi. Ui dồi ôi, tỷ lệ ra ngon thế này cơ mà. Cầm 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 đi anh em ơi. Cầm mạnh đi anh em ơi. Và để nhặt được thì anh em chỉ có thể treo on nha anh em. Tất cả các quả trên bản đồ đều có thể nhặt được hết. Battery. Rồi, 1, 2, 3, 4 cái mình xếp lại thì anh em như thế 5 cái ETCA với lại 4 cái ETCA. Rồi, 5 năm rồi. Rồi, 5.000 rút. Rồi, như vậy là mình đã được 4F4. 4F4 này xem có được F5 hay không. F4 là được gì anh em nhỉ? Anh em còn nhớ F4 là được cái gì không? Mình có anh em nào còn nhớ không nhỉ? Ôi, miss. Được đến 2 miss này. Ôi, Black rồi ôi. 38 viên à, một cùng mà. Hai cùng là 88 viên. Con đó khích thờ đây anh em. Con đó khích thờ đẹp này anh em. Trời ơi, F5 năm nào. Trời ơi, ba con đó khích thờ. Ok, như vậy là mình để cho anh em trước được là tỷ lệ ra F4 hoặc là F5. Thì thường thường chắc là 25 mà ra 5 thì chắc là phải 5 viên một cục. Nên này mình để ra 5 viên nhưng mà lại chỉ không ra được cái F5 nào thì anh em có thể định nhiều hơn một chút để anh em thả. Đó là mình sẽ qua tỷ lệ cho nhé. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở gặp video theo khi mà mình có được F.
level cao hơn, hoặc là xoay Discord. Và hy vọng video này sẽ là hỗ trợ cho anh em biết được trước là khi mà up app thì nó sẽ được cái gì. Bye bye và hẹn gặp lại anh em. Anh em đừng để quên để lại bình luận cho mình biết là anh em cần giúp được cái gì nha. Bye.